Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 22 bộ truyện Tiên hiệp Tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên hiệp tiên giả của tác giả Phong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm vip, dịch giả Vong Mạng. Chương 71: Chiếm thượng phong. Đại Hán già đen xa sầm mặt. Mới vào tông môn có nửa tháng. Một người mới như người, nhận nhiệm vụ này mà làm gì? Muốn nhanh nhanh đi cho hỏa nham xà ăn thịt hay sao? Đội ngũ chúng ta không muốn thay vô bình càng không chịu trách nhiệm nhặt xác hội cho người thiếu phụ xinh đẹp nhẹ nhàng khuyên nhủ trong ánh mắt cũng mang theo vẻ không tán thành viên sư đệ à a à, của lạc bọn hắn nói không phải là không có đạo lý đâu thu thập hỏa phát ngọc nguy hiểm không có ít nếu như bị hỏa nham xà tập kích thì chúng ta có lẽ không để ý tới người được người tốt hơn hết là an tâm tu luyện thêm một thời gian nữa đi tăng thực lực thêm chút rồi tới nhận nhiệm vụ cũng đâu có muộn đâu viên minh khẽ gật đầu với thiếu phụ và đại hán da đen rồi mỉm cười nói đa tạ sư tỷ và vị sư huynh này đã nhắc nhở ta dù bất tài nhưng tự thấy còn có sức tự vệ sẽ không tạo thêm rắc rối cho mọi người đâu đối với a à cổ lạp thì hắn làm như không thấy đôi mi thanh tú của thiếu phụ xinh đẹp dương lên trong khi đó đại hán da đen hừ một tiếng xong cũng không nói gì thêm giờ phút này a cổ lạp đứng bên cạnh ăn bơ sắc mặt đã đổi sang màu gan heo bước ra khỏi đám người khẩu khí cũng không có nhỏ muốn gia nhập đội ngũ chúng ta để ta xem bản lĩnh của ngươi ra sao a cổ lạp sư huynh đã muốn chỉ giáo vậy thì mời ra tay viên minh bình tĩnh đáp được rồi trước tiếp một tiễn của ta đi a cổ lạp bấm niệm pháp quyết điểm tới một dòng nước trong suốt lăng không xuất hiện. Xong, nhanh chóng uống lượng biến hình. Chỉ nháy mắt đã hóa thành một cây cung nước kỳ dị dài hai thước. Chỗ dây cung còn tự động sinh ra một cây tinh nước sáng lấp lánh. Theo một tiếng rít sắc bén, thủy tiễn xé gió bắn ra, lao thẳng về ngực của viên minh. Tốc độ hơn xa cung tiễn bình thường. A à, Cổ Lạp âm thầm dở trò. Trước khi nói đã len lén bấm niệm pháp quyết thi pháp khi lời vừa dứt cây thủy tiễn đã bắn vọt ra ngoài thủy tiễn thuật viên minh không hề hoảng hốt tay phải đẩy ra khoảng không trước mặt lòng bàn tay lập tức tỏa ra ánh sáng xanh nồng đậm một cây gai gỗ thô to từ đó mọc ra đi sau mà tới trước chắn ngay trước cây thủy tiễn những ngày qua viên minh vẫn luôn khổ tu minh nguyệt quyết tuy lực lượng thần hồn không tăng thêm bao nhiêu nhưng tốc độ phản ứng lại được nâng cao không ít một tiếng phành lớn vang thủy tiễn vỡ nát còn gai gỗ cũng bị đánh rách tả tơi hơn nữa cái gì a à, cổ lạp mặt mũi cứng đờ hắn lén lút thi pháp trước lại thêm tốc độ cực nhanh của thủy tiễn mà lại bị một thứ thuật ngăn được rồi chứ viên minh từ tốn nói đồng thời ánh sáng xanh từ trong lòng bàn tay bay vọt ra theo đó cây gai gỗ vỡ vụn lập tức khôi phục như lúc ban đầu A Cổ Lạp trong thần sắc vô cùng khó coi. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tức thì hào quang lóe lên trên cây cung nước. Ngay sau đó, năm cây thủy tiễn lóe hiện ra. Năm cây thủy tiễn đồng loạt rời dây cung bắn ra, gào rít lao thẳng về viên minh. Ngũ tiễn liên phát Thủy tiễn thuật của A Cổ Lạp từ khi nào đã luyện tới trình độ này rồi? Thiếu phụ xinh đẹp khẽ hô lên kinh ngạc. Đại hán già đen và thanh niên mắt xích nhìn thấy cảnh này cũng lộ ra ngạc nhiên. Thủy tiễn thuật này không khó để luyện, nhưng để có thể bắn ra 5 mũi tên cùng một lúc thì không có dễ chút nào. Việc này không chỉ cần pháp lực đủ thâm hậu, mà còn cần sức khống chế pháp lực cường đại. Viên Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Viên Minh trở nên ngưng trọng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh thi pháp, bấm điểm pháp quyết rồi điểm ra ánh sáng liên tục từ mặt đất trước mặt hắn lóe lên. Ngay sau đó, ba cây gai gỗ thô to đâm lên. Đường kính mỗi một cây đều lớn hơn một xích, đứng song song chắn trước người, đồng thời hoàn toàn che đi thân ảnh của hắn. Pháp lực của viên minh không nhiều, nên hắn chỉ có thể triệu hồi cùng lúc ba cây gai gỗ. Thủy tiễn đánh lên trên gai gỗ rồi dễ dàng xuyên qua, để lại năm cái lỗ lớn. Nhưng viên minh ở sau lại không thấy đâu. Vào thời khắc A Cổ Lạp đang kinh nghi bất định, một luồng gió mạnh từ bên cạnh người đã thổi tới. Đồng thời thân ảnh của viên minh thình lình hiện ra, trong tay có thêm thanh ngư kiếm lập tức chém. Bảo kiếm hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo, như sấm rơi chớp giật đánh xuống người của A Cổ Lạp. A Cổ Lạp sắc mặt đại biến, tay phải bỗng bóp nát cái gì. Theo đó bên ngoài thân hắn lập tức có thêm một tầng khí lưu màu xanh. Đồng thời hắn cũng nhanh nhẹn dị thường né qua phía bên cạnh. Nhưng dưới chân hắn đột nhiên cảm thấy đau nhói, nhìn kỹ thì lại là một cây gai gỗ nhỏ bé bất thình lình xuất hiện đâm vào trong lòng bàn chân hắn. Vì nhiệm vụ ngày hôm nay, A Cổ Lạp đã đi một đôi giày đặc biệt được chế từ da thuộc của một con hung thú cá sấu. Giày này bền chắc dị thường, một thứ thuật cũng không thể đâm xuyên đế giày nhưng cũng khiến cho thân hình của hắn loạn choạng động tác tránh né cũng vì vậy mà bị ngắt ngang ánh sáng lạnh lẽo của thanh ngư kiếm phủ xuống trùm lên một cánh tay của hắn sắp chuẩn bị chém rụng nó xuống đúng lúc này một vệt sáng bạc từ bên cạnh bắn tới nhanh chóng vượt qua tầm mắt của mọi người đánh một tiếng keng lên thanh ngư kiếm cổ tay của viên minh tê dại thanh ngư kiếm rời tay bay ra còn hắn cũng bị đẩy lùi hai bước. Vệt sáng bạc kia cũng hiện ra bản thể là một chuỗi vòng tay màu bạc, chính là cái trên cổ tay của thiếu phụ xinh đẹp. Một thân ảnh phiêu giật vụt qua, tức thì thiếu phụ xinh đẹp xuất hiện giữa hai người. Hai vị thi triển pháp thuật ngũ hành khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Có điều sau đây chúng ta còn phải chấp hành nhiệm vụ. Chỉ bằng tỷ thí tới đây thôi có được không? thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười ánh mắt khi nhìn viên minh đã không còn vẻ khác thường hiển nhiên đã công nhận thực lực của hắn đương nhiên là được rồi ta và a cổ lạp sư huynh vốn cũng chỉ là luận bàn viên minh cười ha ha nói rồi liền nhặt thanh ngư kiếm trước mặt lên sau đó thu hồi a cổ lạp không nói một lời sắc mặt có chút tái nhợt viên sư đệ thực lực bất phàm gia nhập tiểu đội làm nhiệm vụ hai vị chắc rằng không có ý kiến chứ. Thiếu phụ xinh đẹp nhìn về đại hán da đen và nam tử mắt xích. Viên sư đệ tu vi không có tầm thường, mộc mổ tất nhiên là hoan nghênh. Đại hán da đen nhếch miệng cười, đối với hắn vẻ kiêu hạo cũng đã thay đổi. Nam tử mắt xích không nói gì mà chỉ gật đầu. Nếu đã như vậy, chúng ta lập tức chuẩn bị lên đường thôi. Thiếu phụ xinh đẹp gật đầu rồi nói tiếp. Các vị có thể chờ ta một lát không? Có một món đồ để ở chỗ ở. Ta cần lập tức chạy về lấy. Rất nhanh sẽ quay trở lại. Viên Minh đột nhiên nói. Không sao. Đúng lúc ta cần tới luyện lô đường mua mấy món đồ. Một cách bọn hắn cũng cần đi thuê tiên hạt để đi đường. Vậy chúng ta liền giải tán trước. Một khắc sau tập hợp ở Sơn Môn gần đây. Thiếu phụ xinh đẹp khẽ giật mình rồi mở miệng nói. Thuê tiên hạt. Chúng ta phải cưỡi tiên hạt bay tới núi lửa tháp lý hay sao? Viên Minh hỏi. Đương nhiên rồi. Núi lửa tháp lý cách tông môn hơn trăm dặm đường. Chạy bằng hai chân khi nào mới tới nơi. Thiếu phụ xinh đẹp đáp. Viên Minh lộ ra nét mặt khó xử. Hắn vừa mới nhập môn. Cả người trên dưới sạch sẽ trơn tru. Điểm công hiến cũng chẳng có nổi nửa điểm. Cơ bản không có khả năng thuê một con linh thú. Viên sư đệ à, không cần lo, lát nữa ngươi có thể ngồi chung với ta." Thiếu phụ xinh đẹp nhìn ra Viên Minh đang túng quẩn bèn nói, "Đa tạ sư tỷ." Viên Minh nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói cảm ơn. "Là việc nhỏ mà thôi." Thiếu phụ đáp. Viên Minh khẽ gật đầu, chào mấy người khác rồi nhanh chân rời đi, bước về phía hỏa luyện đường. Hắn rảo bước đi một mạch, rất nhanh trở lại chỗ ở lấy từ dưới giường ra một cái bọc màu xám. Trong này là hai tấm da vượng trắng và cốc đen. Hắn lần đầu chấp hành nhiệm vụ tông môn, không thể nào để xảy ra sơ sót. Mang theo hai tấm phi mau thú bì này để phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù đã không còn là phi mau thú nô, nhưng ngoài thanh ngư kiếm và một thứ thuật ra, hắn hiện nay chẳng có thủ đoạn công kích tự vệ nào tốt. Trong khi đó hóa thân vượng trắng làm chiến lực tăng vọt. Vào thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ phát huy tác dụng không có ít. Viên Minh nhét cái bọc vào trong ngực áo, xong lập tức theo đường cũ nhanh chân bước về phía sơn môn. Tại đại điện luyện lô đường Bảy trí nơi này tương tự như hành chấp đường. Phía trước nhất là một cái bàn đá dài, phía trong có bốn năm đệ tử của luyện lô đường đang ngồi. Đằng sau nữa là tường dãy quầy hàng làm bằng đá màu xám trắng, cao lớn hơn một trượng bên trên bày đầy các loại bình ngọc bình xứ. Mùi thuốc tràn ngập khắp đại điện, chỉ cần đến nơi đây sẽ lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Cho ta một bình thủy trạch đan. Thiếu phụ xinh đẹp đi tới trước một thanh niên mập lùng, lên tiếng nói. Giá, dạ, 10 điểm cống hiến. Thanh niên mập lùng nhìn thiếu phụ một chút rồi đáp. Thiếu phụ xinh đẹp hiển nhiên nắm rất rõ giá cả của đan dược, lập tức lấy minh bài thân phận ra rồi đưa tới. Thanh niên mập lùng lấy một khối ngọc phù màu trắng ra. Tiếp theo điểm nhẹ lên trên minh bài của thiếu phụ. Tức thì một luồng sáng trắng từ trong minh bài chảy ra rồi chui vào trong ngọc bài. Chờ một lát, ta đi lấy thuốc. Thanh niên mập lùng nói một câu, liền quay người đi vào sau quầy hàng. Lam kha sư muội đã lâu không gặp, một nữ tử mặc váy đỏ bước tới, không ngờ lại là Trần Uyển. Trần Uyển sư tỷ người cũng tới mua đan dược sao? Thiếu phụ nhìn thấy Trần Uyển kinh ngạc pha lẫn vui mừng, bước tới nghênh đón. Thiếu phụ rõ ràng lớn tuổi hơn chút, nhưng thái độ trước mặt Trần Uyển lại rất là lễ phép, tự như nàng ta mới là người nhỏ tuổi hơn. Ta là đặc biệt tới thăm người, không được sao? trần nguyễn vừa cười vừa nói tay nắm chặt tay của thiếu phụ xinh đẹp sư tỷ tấn thang đệ tử nội môn mỗi ngày trăm công ngàn việc số muội nào dám có hy vọng xa vời này thiếu phụ mỉm cười đáp ta phụng lệnh gia sư tới luyện lô đường xử lý một chút chuyện thôi trần nguyễn cười nói có cần giúp gì không ta với mấy vị chấp sự của luyện lô đường này cũng xem như có quen biết thiếu phụ xinh đẹp đã mắt một cái rồi nói nàng là môn hạ của ngự thú đường không có thân phận bối cảnh gì nhưng mà tham vọng không có nhỏ luôn cố gắng dựa vào các mối quan hệ để leo cao ngày thường đối nhân sự thế khéo léo nên kết giao được không ít nhân mạch ở trong tông hiện nay nếu có thể thông qua việc này tạo chút ấn tượng với tam động chủ thì sẽ có lợi không ít cho sự phát triển về sau không cần đâu chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi Nghe nói làm kha sư muội mua thủy trạch đan. Tính đi làm nhiệm vụ thu thập hỏa phát ngọc sao? Trần Nguyễn lắc đầu, đổi đề tài. Thiếu phụ xinh đẹp, thầm cảm thấy thất vọng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào. Khẽ vân về vòng tay màu bạc, rồi nói. Đúng vậy, ta gần đây dự định thêm một đạo phù văn trên ngân xà liên, nhưng mà điểm công hiến còn thiếu một ít, nên phải đi gom góp thêm chút. Nói tới đây, trong đầu đột nhiên hiện ra thân ảnh của viên minh. À, nhắc mới nhớ. Trần Nguyễn Sư tỷ à, hỏa luyện đường các ngươi có phải có một đệ tử trẻ tuổi, xuất thân trung nguyên, tên là viên minh? Thứ phụ xinh đẹp hỏi. Viên minh sao? Đúng là có một người như vậy. Người biết hắn ư? Trần Nguyễn hơi ngạc nhiên gật đầu. Ta trừ tập một đội đi làm nhiệm vụ thu thập hỏa phát ngọc. Viên Minh cũng ở trong đó, người này thực lực không có tệ giao thủ mấy hiệp cùng a cổ lạp không ngờ lại chiếm thế thượng phong thật sao khuôn mặt của trần uyển lóe lên nét kinh ngạc a cổ lạp là đệ tử lâu năm của hỏa luyện đường tuy thiên phú trên phương diện luyện khí không tốt nhưng mà tu vi không yếu đã đạt tới luyện khí tầng 6. không ngờ không có địch nổi viên minh vừa mới gia nhập tông môn nàng nhớ rõ ngày đó khi tham gia thí luyện Viện Minh mới chỉ là luyện khí tầng tư, hơn nữa chỉ là nhất giới phi mau thú nô. Giờ ngắn ngủi có mấy tháng thôi mà Tu Vi lại tiến bộ rồi sao? Hẳn là người này có thiên phú dị bẩm, thế nên khi đó mới khiến sư tôn đích thân dẫn hắn nhập môn. Trần Nguyễn thầm nghĩ trong lòng. Chương 72 Thân Cận Trần Nguyễn Sư Tỷ, viên minh này có vấn đề gì sao? Thiếu phụ xinh đẹp chú ý thấy nét mặt của Trần Nguyễn thay đổi, bèn nhỏ giọng hỏi. À, không có gì. Ta chỉ là đang cảm thán viên minh sư đệ, tiến bộ rất là nhanh. Chắc hẳn ngày thường tu luyện rất là chăm chỉ. Trần Nguyễn cười đáp. Trần Nguyễn Sư Tỷ cùng viên minh này quen biết hay sao? Mắt của thiếu phụ xinh đẹp toát ra ngạc nhiên. À, không tính là quen biết. Viên sư đệ xuất thân phi mau thú nô, Trần Nguyễn giật mình, buộc miệng nói. Thiếu phụ xinh đẹp hơi kinh ngạc, bởi vì Bích La Động có rất nhiều phi mau thú nô, nhưng lại có rất ít người có thể thoát ly thân phận thú nô trở thành đệ tử ký danh. Có điều, phàm là kẻ có thể leo lên từ trong số phi mau thú nô, đều không phải là hàng người tầm thường. Đệ tử ngự thú đường bọn nàng cảm thụ rõ nhất điều này. Tên Mã Tinh Không nằm đầu bảng treo thưởng, ban đầu cũng là đi lên từ phi mau thú nô sau khi tiến vào ngự thú đường thì tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong thời gian cực ngắn đã nắm giữ ngự thú thuật, thuần phục được rất là nhiều linh thú lợi hại. Nếu không phải hắn sau này đào tẩu, rất có thể Bích La Động bây giờ đã có thêm một trưởng lão trúc cơ kỳ. Lam Kha Sư muội nhiệm vụ lần này không biết có thể trong Nam Viên Minh một chút không? Hắn là người sư tôn đích thân dẫn về tông môn, Dạng ta chiêu cô hắn một chút đừng để hắn mất mạng khi làm nhiệm vụ trần nguyễn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thiếu phụ xinh đẹp nghe thì khẽ giật mình trong lòng càng coi trọng viên minh hơn gật đầu đáp được rồi ta sẽ chiêu cố cho hắn thật tốt hai nàng lại tán ngẫu thêm vài câu rồi mới chia tay viên minh đến chỗ sơn môn rất nhanh thấy những người khác còn chưa tới bèn tìm một nơi gần đó khoanh chân ngồi xuống chờ đám người thiếu phụ xinh đẹp không để hắn phải chờ lâu chỉ sau một lát đã có mặt viên minh phát hiện bên hồng đại hán da đen thanh niên mắt xích và a cổ lạp đều có một túi linh thú màu trắng bên trên có theo tiêu ký của ngự thú đường người đã tới đông đủ rồi vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi thiếu phụ xinh đẹp khẽ gật đầu với viên minh rồi mở miệng nói bích la động quản lý đệ tử rất nghiêm ngặt bất kỳ ai muốn rời đi đều phải đăng ký ở lối vào sơn môn. Hơn nữa còn phải có lý do chính đáng. Bọn người viên minh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lý do hợp lý. Sau khi đăng ký tên họ xong, rất nhanh, đã đến khu vực bên ngoài tông môn. Thiếu phụ xinh đẹp vỗ túi linh thú bên hông, tức thì một cây bóng xám từ bên trong túi bay ra, lượn vòng trong không trung một thoáng rồi rơi xuống. Nhìn kỹ là một con phi cầm màu xám to lớn lạ thường. Phi cầm này có sải cánh khoảng 2 trượng, thân thể béo tốt nhưng đầu rất nhỏ, khuôn mặt phẳng dị thường, trông giống như một con cú mèo, nhìn qua hơi xấu xí. Điểm đáng chú ý duy nhất trên người nó chính là hai con mắt màu vàng kim sáng như đèn. Đây là kim tình điêu. Đại hán già đen ngạc nhiên. Viên Minh nhìn về đại hán. Vừa rồi khi đăng ký tên họ, hắn đã biết được tên và thân phận của mấy người này đại hán gia đen tên là Mộc Ly là đệ tử của luyện lô đường thanh niên mắt xích gọi là xích thuật môn hạ của luật quy đường còn thiếu phụ xinh đẹp tên là Lam Kha là đệ tử của ngự thú đường mấy ngày trước nghe nói Lam Kha sư tỷ một mình thu phục được một con linh thú không ngờ là kim tình điêu xin chúc mừng xích thuật một bên đó giờ không nói nửa câu lại đột nhiên lên tiếng chúc mừng nhưng trong ngữ điệu lộ rõ ghen tị. Kim tình điêu là một loại phi cầm hung thú, chỉ có thợ vạn đại sơn mới có. Dù chiến lực không có mạnh, nhưng mà tốc độ phi hành cực nhanh, sức chịu đựng cũng thuộc hàng cao. Điểm tuyệt diệu hơn chính là con phi cầm này có thị lực rất là tốt, có thể nhìn thấy tình huống ở cách nó mấy dặm. Bất kể là dùng để đi đường hay là điều tra đều là lựa chọn hàng đầu. Chỉ tiết, Kim Tình Điêu tâm tính quyết liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục nên rất khó thuần phục. Cả bích la động này cũng không có mấy con kim tình điêu. Bởi vậy mà xích thuật mới tỏ ra ghen tị. Xích thuật sư đệ quá là khen rồi, ta cũng là may mắn mới thành công thu phục được nó thôi. Làm Kha khiêm tốn cười nói, nhưng mà trong nụ cười lại mang theo một tia tự đắc không thể giấu giếm. Hiển nhiên là rất đắc ý với việc thu phục được con linh thú này. Viên Minh cảm thấy khá hứng thú với chuyện ngự thú, hiếu kỳ quan sát Kim Tình Điêu. Kim Tình Điêu tự hồ phát giác ánh mắt của Viên Minh liền nhìn. Con chim này khẽ kêu một tiếng. Viên Minh hơi giật mình, chẳng biết tại sao hắn cảm nhận được một chút ý thân cận từ trong tiếng kêu của Kim Tình Điêu. chồng lửa của tam động chủ cũng có phần thân cận với ta. Kim Tình Điêu này có vẻ cũng không có ghét ta chẳng lẽ ta có đặc tính dễ gần với động vật sao nếu vậy vì sao trước đây không có loại cảm giác này với đám hung thú trong thập vạn đại sơn chứ viên minh có chút trượng nhị hòa thượng nghĩ không có ra thời gian không còn sớm còn tán gỗ nữa e rằng trẻ nải nhiệm vụ chúng ta lập tức lên đường thôi lam kha nhảy lên lưng của kim tình điêu viên minh nghe vậy cũng nhảy lên theo lưng của kim tình điêu rất lớn hai người đứng mà chỗ trống còn rất nhiều con chim kêu lên một tiếng chói tai vỗ hai cánh nhẹ nhàng chở hai người bay thẳng về chân trời ba người một ly cũng triệu hồi linh thú vừa thuê được ra cả ba đều là hạt trắng hình thể tuy nhỏ hơn kim tình điêu không ít nhưng để chở bọn hắn đuổi theo thì vẫn rất là thoải mái kim tình điêu có tốc độ bay rất nhanh mọi thứ xung quanh nhanh chóng lùi về sau sơn môn bích la động chỉ trong chốc lát đã trở thành một chấm nhỏ nằm tít mãi phía sau viên minh nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng âm thầm ước ao nếu hắn có được một con linh thú như này sau này bất kể là chấp hành nhiệm vụ tông môn hay làm chuyện gì khác đều sẽ thuận lợi hơn nhiều đáng tiếc hắn mới vào bích la động được nửa tháng đừng nói tới ngự thú thuật là hạch tâm của bích la động chỉ là khu vật thuật thôi cũng chưa thể đổi được Viên sư đệ à, người tốt nhất nên ép người xuống. Kim tình điêu này bay rất là nhanh, đừng để bị kinh phong kéo xuống dưới đất đó. Làm Kha thấy viên minh thẩn thờ suy nghĩ, bèn lên tiếng nhắc. Viên minh dạ vâng, rồi liền ngồi. Kim tình điêu khẽ kêu một tiếng. Ngay tiếp theo, lông vũ quanh người viên minh đột nhiên xòe lên, che trước người hắn. Theo đó khí lưu thổi vào mặt, lập tức bị chặn đi hơn phần nữa. Con kim tình điêu này dù bị ta thu phục, nhưng tính tình còn rất là cao ngạo, rất ít thân cận cùng với người khác. Nhưng xem ra, nó có vẻ thích viên sư đệ ngươi, đúng là hiếm thấy. Lam Kha lộ ra kinh ngạc. Ta từ nhỏ đã được động vật yêu thích, có thể là vì vậy chăng? Viên Minh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, chỉ đành kiếm đại một lý do lấp liếm cho qua chuyện. Trên đời còn có dị năng bậc này sao? Nếu thật là vậy, viên sư đệ ngươi trái lại là một nhân tài tu luyện ngữ thú thuật. Lam Kha vẫn có chút kinh nghi bất định. Đệ tử ngoài ngữ thú đường cũng có thể học tập ngữ thú thuật hay sao? Viên Minh hỏi. Tất nhiên là có thể rồi. Thuật ngữ thú của bản môn rất là nhiều. Chỉ cần là đệ tử của Bích La Động đều có thể học. Cứ vào quy tàng cát là có thể mượn đọc. Có điều, điển tịch trong quy tàng cát tương đối là hỗn tạp không có hệ thống thậm chí trong đó có thể có một số điểm sai sót cần tự mình phân biệt còn bí pháp ngự thú chính thống của bản môn thì phải tới ngự thú đường có điều nếu không phải đệ tử của ngự thú đường mà nói thì cần có lý do chính đáng lam kha vừa cười vừa giảng giải bình thường cần lý do gì viên minh tim đập thình thịch bội hỏi thông thường nhất đệ tử không thuộc ngự thú đường nhận nhiệm vụ có liên quan đến ngự thú từ hành chấp đường. Tự nhiên là có thể học được như một lẽ đương nhiên. Ngoài ra, người nhận lệnh từ đồng chủ hoặc là trưởng lão cũng có thể. Lam Kha dường như không có ác cảm đối với viên minh. Hắn hỏi gì, nàng đáp đó. Viên minh như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Sau một canh giờ, một đoàn người bay qua quãng đường hơn trăm dặm, đi tới một dãy núi màu xám trắng. Nơi này khắp nơi đều là đá tảng sắc nhọn, như đang sói nằm đang xen trên mặt đất. Bầu trời một màu xám xịt, nhưng chẳng có cảm giác gì như sắp mưa. Không khí thì khô nóng và tràn ngập mùi lưu huỳnh gây mũi. Ngọn nguồn của thứ mùi này là một ngọn núi lửa khổng lồ nằm ở trung tâm của dãy núi. Ngọn núi cao dị thường, gần như chạm vào mây. Ngọn núi khổng lồ tạo ra một bóng râm to lớn, khiến người ta không nhịn được sinh lòng kính sợ miệng núi lửa giờ phút này vẫn âm ầm rung động cuồn cuộn phun ra những cột khói dày đặc đây chính là núi lửa tháp lý hay sao viên minh thầm nghĩ trong lòng đã mắt nhìn một vòng đánh giá hoàn cảnh xung quanh căn cứ lời giới thiệu nhiệm vụ hỏa phát ngọc sinh ra từ dung nham dưới lòng đất sẽ theo núi lửa phun trào mà lên mặt đất việc mà bọn hắn cần làm là tìm ra chúng từ trong dung nham đã nguội đương nhiên tìm kiếm hỏa phát ngọc trong dung nham, chưa hoàn toàn nguội đi này sẽ dễ dàng hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chịu đựng được nhiệt độ cao của dung nham. Mùa này chính là giai đoạn hỏa nham xà hoạt động, làm việc cần phải cẩn thận. Để nâng cao hiệu suất, chúng ta có dựa theo kế hoạch đã bàn khi trước, chia ra hai đội đi. Ta cùng A Cổ Lạp viên minh một đội, hai vị sư đệ xích thuật và một ly một đội. Mọi người có ý kiến gì không? Lam Kha lên tiếng. Những người khác cùng lắc đầu, biểu thị không có dị nghị. Đúng vào lúc này, một tiếng to như tiếng sấm nổ từ trong miệng núi lửa truyền tới. Mặt đất xung quanh lắc lư dữ dội. Đồng thời, một cột dung nham màu đỏ lửa từ trong đó phun ra. Sau đó xuôi theo sườn núi, chảy xuống chân núi. Đám người viên minh đứng cách miệng núi lửa một quảng khá xa, mà mặt đất dưới chân cũng ù ù rung động, giống như động đất núi lửa phun trào quá là tốt chắc chắn sẽ có hỏa phát ngọc mới xuất hiện lần này nói không chừng chúng ta có thể thu hoạch được nhiều mộc ly phấn khích nói đoạn nhanh chân chạy về dung nham xích thuật đuổi sát theo sau đồng thời không quên cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh chúng ta đi thôi tiếp đây hai vị sư đệ phụ trách canh chừng hỏa nham xà ta điều khiển kim tình điêu tìm hỏa phát ngọc thu hoạch thì chia theo tỷ lệ 433 được chứ. Lam Kha nói, không thành vấn đề. Viên Minh gật đầu đồng ý, có thể nhận được 3 phần, hắn rất là hài lòng rồi. À cổ lạc nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn nhưng mà không nói gì thêm. Ba người cũng bắt đầu tiến về miệng núi lửa, hướng đi hơi lệch so với hai người xích thuật. Chỉ trong chốc lát đã tới gần miệng núi lửa ba người tới chỗ cách khu vực dung nham núi lửa khoảng trăm trượng liền dừng. Nhiệt độ nơi này đã cao tới dọa người, không khí hút vào phổi đều nóng bỏng, làm cho lục phủ ngũ tạng có cảm giác đau rát. A à, cổ lạp đưa tay lấy ra một tấm phù lục màu lam, dán nó lên trên ngực. Tức thì bên ngoài thân hắn xuất hiện một tầng ánh sáng màu lam như nước chảy. Khuôn mặt bị nhiệt độ cao nướng tới đỏ bừng, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Lam Kha cũng lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh nước biển, treo nó bên hông, giống như à cổ lạp. Một tầng ánh sáng màu lam từ ngọc bội bừng lên, trắng quanh người nàng. Viên Minh không có thủ đoạn và bảo vật như hai người, chỉ có thể lặng lẽ vận khởi cửu nguyên quyết, chống chọi nhiệt độ cao xung quanh. Theo một cảm giác mát lạnh từ đan điền dâng lên, tràn đến khắp nơi trong người, loại cảm giác như bị thiêu đốt kia lập tức dịu đi mấy phần. Viên sư đệ không chuẩn bị thủ đoạn để chống lại nhiệt độ cao sao? Việc tìm hỏa phát ngọc không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành. Chỉ dựa vào cách vận pháp lực hộ thể, chống chịu không có được lâu đâu. Lam Kha nhìn thấy cảnh này, đôi mi thanh tú hơi cong. À, ta không sao, ta trụ được. Viên Minh lắc đầu đáp. Vậy thì viên sư đệ ngươi, lượng sức mà làm. Khi chống đỡ không có nổi thì nhớ nói một tiếng, đừng có cố quá. Lam Kha nhắc một câu xong, lập tức cất bước đi về phía trước. Chương 73 Lao tới dùng nhàm Lam Kha hé miệng thổi một hơi, huyết dài nhẹ nhàng du dương. Theo đó, con kim tịnh điêu liền bay tới, lượn vòng trên đầu nàng. Đưa đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh có thần, quét qua bên dưới. Viên Minh và A Cổ Lạp theo sát sau, đồng thời chú ý đến động tĩnh xung quanh đề phòng hỏa nham xà tập kích. Một lát sau, Kim Tình Điêu đột nhiên kêu, ánh mắt nhìn về một khối đá màu đen nằm bên phải phía trước. Thoạt nhìn là sản phẩm của nham tương sau khi nguội đi. Lâm Kha không nói một lời, lập tức giơ tay chỉ về phía trước. Vòng tay màu bạc trên cổ tay nàng bắn ra, đánh lên tảng đá màu đen. Hào quang bên trên vòng tay tụ lại, hình thành một lưỡi kiếm sáng bạc dễ dàng chém tảng đá thành hai nửa như chém bùng. Một khối ngọc thạch màu đỏ lửa to bằng nắm tay khảm bên trong khối đá, chính là hỏa phát ngọc. Vẻ kinh ngạc lấy lên trong mắt của viên minh, hiển nhiên hắn không ngờ con mắt của kim tình điêu lại thần dị như vậy, có thể nhìn thấu tình hình bên trong của khối đá. Khối đầu tiên, Lam Kha bước tới cạnh cuối người nhặt hỏa phát ngọc lên một cái bóng dài màu đỏ rộng từ chỗ gần ngay sau khối đá bắn vọt tới. Không ngờ là là một con rắn màu đỏ rộng thân to bằng miệng bát, đang nghe những cái nanh sáng như tuyết cắn về bắp chân Lam Kha. Nhìn kỹ thì chính là hỏa nham xà, hung thú chỉ nơi này mới có. Con rắn này chỉ là hung thú cấp 1 bậc thấp, tấn công cũng chẳng có lợi hại gì. Nhưng răng nanh của nó là ẩn chứa kịch độc, dù có là tu sĩ luyện khí đỉnh phong bị cắn vào cũng rất là phiền toái. À cổ lạp khoát tay, tức thì giữa ánh sáng màu lam lưu chuyển, một cây thủy tiễn bắn nhanh về hỏa nham xà. Có điều động tác của hắn đã chậm một nhịp, thủy tiễn kia rõ ràng không kịp ngăn hỏa nham xà. Đôi mỹ thanh tú của Lam Kha nhíu lại, chiếc vòng trên cổ tay tỏa ra ánh sáng bạc. Nàng đang định ngăn con hỏa nham xà, thì đúng vào khắc này. Mặt đất ầm ầm rung động, ngay sau đó một cây gai gỗ bén nhọn trồi lên, xuyên qua thân thể của hỏa nham xà, nâng nó lên cao cây thủy tiễn màu lam cuối cùng cũng phóng tới, đánh lên người con rắn. Một tiếng phành lớn vang, thân thể hỏa nhằm xà bị đánh đứt thành hai đoạn, máu tươi vẫy ra. Hai đoạn thân vặn xoắn mấy vòng, rất nhanh liền ngưng. Lam Kha triệu hồi vòng tay màu bạc, thu khối hỏa phát ngọc rồi quay người gật đầu với viên minh. Sau đó tiếp tục bước tới trước tìm kiếm. Viên minh theo sát sau, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh. A à, Cổ Lạp tự thấy hơi mất mặt Thần sắc càng thêm khó coi Ánh mắt nhìn bóng lưng của Viên Minh Thoáng hiện ra một tia âm tạng Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh Ba người phối hợp càng lúc càng nhận nhuyễn Viên Minh và A à, Cổ Lạp hợp lực Ngăn hết những con hỏa nham xà phát động đánh lén Lam Kha cũng không cần lo Có thể an tâm điều khiển kim tình điêu Tìm kiếm hỏa phát ngọc Hiệu suất làm việc cực cao Cho tới lúc này bọn hắn đã tìm được hai mươi mấy khối hỏa phát ngọc. Lâm Kha cũng dựa theo tỷ lệ phân chia đã thống nhất từ trước, phân chia hỏa phát ngọc cho hai người Viên Minh và A Cổ Lạp. Viên Minh đưa tay sờ ngực áo, bên trong đã có bảy khối hỏa phát ngọc, thỉnh thoảng đập vào nhau phát ra tiếng đinh đan thanh thúy. Theo tỷ giá thì có năm khối hỏa phát ngọc có thể đổi được một điểm cống hiến. Vậy chỗ hỏa phát ngọc này cũng gần tương đương 1,5 điểm cống hiến thời gian hiện tại còn sớm, nếu cứ dựa theo tốc độ bây giờ, thì trước khi trời tối có thể thu thập mười mấy, thậm chí hai mươi khối hỏa phát ngọc, chính là tương đương bốn điểm công hiến. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng viên minh lập tức nóng lên. Nhưng chính vào thời khắc này, đan điền của hắn chợt động, thì ra pháp lực đã cạn thay đáy. Không có đủ pháp lực để hộ thể, mọi nơi trên người hắn cũng bắt đầu cảm thấy hơi đau. Viên Minh không có bảo vật tịch hỏa như Lam Kha và A Cổ Lạp, vì vậy gắn gượng tới lúc này đã không dễ dàng gì. Hai vị à, pháp lực của ta đã sắp hao hết, phải rời khỏi đây, nghỉ ngơi một lát. Viên Minh không cố chống đỡ mà lên tiếng thông báo. A Cổ Lạp hơi hết cầm, trong mắt lộ ra nét châm chọc, sắc mặt u ám cũng trở nên khá hơn chút. Không sao, người đi trước đi, hai người chúng ta đủ tự vệ rồi. Lam Kha nói. Các người tìm Hỏa Phát Ngọc tiếp đi. Thu hoạch trong khi ta rời đi, hai vị tự nhau chia. Viên Minh đáp một câu, rồi nhanh chóng rời đi, rất nhanh, đã tới chân ngọn núi lửa khổng lồ. Nơi này nhiệt độ đã trở lại bình thường, hắn tìm một nơi yên tĩnh vận chuyển cửu nguyên quyết. Thiên địa linh khí tụ đến bổ sung pháp lực cho hắn. Một khắc đồng hồ sau, Viên Minh đột nhiên mở to mắt, pháp luật trong đan điền mới chỉ khôi phục được non nữa tốc độ khôi phục rõ ràng chậm hơn trước vậy là sao linh khí nơi này đâu có mỏng viên minh đang muốn kiểm tra kỹ đột nhiên một tràng tiếng kêu chi chi từ xa truyền tới thoạt nghe có hơi quen tai hắn đứng người lên nấp sau một tảng đá lớn gần đó rồi đưa mắt nhìn nơi phát ra âm thanh một cái bóng nhỏ nhắn màu đỏ lửa trong nhiều hồ ly từ xa xuất hiện rồi nhanh chóng chạy về núi lửa. Nhìn kỹ thì là con trộn lửa của tam động chủ. Hỏa xàm nhi, sao nó lại tới đây? Hẳn là tam động chủ tới nơi này. Viên Minh rời khỏi nơi nấp rồi bước ra. Lại nói hắn là do tam động chủ dẫn vào tông môn. Hỏa luyện đường hiện nay cũng là do nàng quản hạt. Nếu nàng ở gần đây thì bản thân hắn cũng nên bước ra diện kiến. Viên Minh nhìn xung quanh một hồi lâu, vẫn không phát hiện ra bóng dáng của tam đồng chủ. Lúc này con trộn lửa cũng để ý thấy Viên Minh ở nơi xa. Nó vừa quay đầu nhìn sang bên này, đồng thời ngưng bước chân vội vã. Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã đưa mắt rời đi, rồi tiếp tục sải bước, chạy nhanh về núi lửa. Mắt của Viên Minh kinh ngạc, nhìn bộ dáng này của con trộn lửa giống như đang truy đuổi cái gì. Vào giờ khắc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền tới. Nhìn kỹ là một thanh niên cao lớn tóc đỏ, đầu đầy mồ hôi, đang chạy về bên này. Nhìn trang phục thì hẳn là đệ tử của ngự thú đường. Vị sư huynh ở đằng trước ơi, xin ngăn con chuồng lửa kia, nó là linh thú của tam động chủ, không được để nó chạm vào dung nham. Nó không có chịu nổi nhiệt độ của dung nham đâu. Thanh niên tóc đỏ vừa chạy vừa hô, bên trong thanh nâm lộ ra cung quýt Viên Minh thoáng sửng sốt. Theo ý của người này, chẳng lẽ con trộn lửa lại đi vào trong dung nham? Mặc dù chồn lửa này chưa khai mở linh trí, nhưng dù có là sâu kiến cũng có bản năng cầu sinh, làm sao lại đi nhảy vào trong dung nham chứ? Có điều con trộn lửa kia vẫn cứ băng băng chạy về phía trước, trong mắt còn tràn đầy lửa nóng. Trong khi thế, đúng là một bộ quyết ý thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không quay đầu chắc là không nhảy vào trong dung nham thật chứ. Viên Minh mặt hơi biến sắc, vội vàng đuổi theo, miệng hôi lớn cái tên Hỏa Sàm Nhi. Nhưng con chồn lửa vốn có chút thân cận hắn, giờ phút này cơ bản không thèm để ý hắn la gọi, cũng chẳng thèm quay đầu, cứ như vậy cắm đầu chạy về dung nham, Dù thể nơi đó có thứ gì vô cùng hấp dẫn. Tốc độ chạy của con trồn rất là nhanh, viên minh dù đã thi triển vô ảnh bộ vẫn đuổi không có kịp hơn nữa khoảng cách hai bên còn đang không ngừng dài ra việc mình nhớ tới ơn cứu mạng của tam động chủ cắn răng hạ quyết tâm thi triển phi mao thuật da vườn trắng cuộn trùm lên người loáng cái hắn đã hóa thành hình thái vườn trắng tốc độ theo đó lập tức tăng nhanh nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng cùng với con chồn lửa lúc này cả hai đã khá gần dung nham núi lửa lấy tốc độ của con trồn thì chỉ phút chốc nữa là sẽ tới Viện Minh đảo mắt ngẫm nghĩ, xong lập tức lấy một khối hỏa phát ngọc từ trong ngực áo ra, ném về phía trước. Lúc trước hắn từng thấy tam đồng chủ dùng một khối tinh thạch đỏ lửa thu hút chồn lửa, mà hỏa phát ngọc cũng là khoáng thạch thuộc tính hỏa, có lẽ sẽ có tác dụng. Hỏa phát ngọc vẽ một đường cong rơi đúng vào chỗ trước người chồn lửa. Chồn lửa nhìn hỏa phát ngọc, vui vẻ kêu một tiếng rồi nhào tới hái miệng cắn quả nhiên là có tác dụng. Viên Minh mừng rỡ tăng tốc chạy tới, nhưng con chồn chỉ ngửa đầu lên một cái đã nuốt chửng luôn cả viên hỏa phát ngọc, rồi lập tức tiếp tục chạy về phía trước. Thời gian dừng lại trước sau cũng chỉ có ba nhịp thở. Viên Minh mặt đanh lại, cũng còn là trong khoảng thời gian ba nhịp thở đó, khoảng cách đôi bên đã rút ngắn được một quãng. Hắn tiếp tục đuổi tới trước, đau lòng lấy thêm một khối hỏa phát ngọc ném rơi xuống chỗ trước người chồn lửa chồn lửa có vẻ khá thích hỏa phát ngọc là lần nữa dừng bước ngậm lấy rồi ngửi đầu nuốt xong tiếp tục chạy tới trước có kinh nghiệm ngậm ngọc từ lần trước lần này chồn lửa chỉ tốn thời gian khoảng 2 nhịp thở thật đúng là có thể ăn viên minh bắt đầu bất đắc dĩ lầu bầu rồi tiếp tục lấy hỏa phát ngọc ra ném tới bảy khối linh ngọc chỉ trong nháy mắt đã ra đi sạch cũng may khoảng cách đôi bên rốt cuộc cũng rút ngắn còn chưa tới ba trượng. Có điều khoảng cách từ trộn lửa tới chỗ dung nham cũng chỉ còn chưa tới năm trượng. Viên Minh căng đúng thời cơ bấm điểm pháp quyết điểm tới. Tức thì mặt đất trước người trộn lửa ầm ầm rung động. Đồng thời một cây gai gỗ thân to bằng miệng bát bất thình lình trồi lên. Xem chút thì hút đầu vào gai gỗ. Con trộn lửa tức giận gầm gừ một tiếng, lách người toàn vòng quanh rồi tiến lên tiếp nhưng bên kia cũng có một tiếng ngầm vang. Đồng thời, một cây gai gỗ trồi lên, tiếp tục ngăn trở đường đi của nó. Không đợi con trồn kịp phản ứng, những phía khác quanh người nó cũng có tiếng ngầm vang. Đồng thời, từng cây gai gỗ liên tiếp mọc, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một hàng rào gai gỗ vây nó vào trong. Trồn lửa sau khi lòng vòng tại chỗ mấy vòng, đột nhiên dừng, rồi tung mình nhảy lên trên. Những cây gai gỗ chỉ cao có 4 năm thước, trong khi sức bật của chuộng lửa không kém, dễ dàng nhảy được ra ngoài. Nhưng ngay khi nó vừa nhảy lên, một bàn tay to lớn mọc đầy lông trắng từ bên cạnh vương tới, chụp một cái đã tóm được gáy nó. Chuộng lửa huy động bốn trảo cào đạp loạn xạ, miệng không ngừng gào thét, nhưng gáy bị người ta tóm, bất kể có giải dụ ra sao cũng chỉ là phí công. Viên Minh không để ý trộn lửa mà lập tức giải trừ phi ma thuật. Thi triển phi ma thuật thêm một khắc thì sát khí tích tụ trong cơ thể cũng sẽ tăng thêm một phần. Dù Minh Nguyệt Quyết tự như có thể hóa giải, nhưng hắn vẫn muốn nếu không cần thiết thì không dùng tế thuật này. Gia vượng tuột khỏi người hắn rơi xuống, được hắn túng một cái thu về, rồi vo viên nhét đại vào trong ngực áo. Trộn lửa lúc này không biết vì gào thét giải dụa mà mệt quá, hay là vì thấy bản thể viên minh mà đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Viên sư đệ, người làm sao lại đến tận đây? Một thanh nâm đột nhiên từ phía trước truyền tới. Đồng thời hai bóng người từ trong một khoảng đất trũng đằng trước bước ra. Chính là một ly và xích thuật. Người bắt được gì? Hỏa hồ sao? Phải cẩn thận. Một ly vừa thấy dồn lửa trong tay của viên minh, lập tức nhíu đôi tràng mày rậm rạp, vùng gậy sắt trên tay toan đánh. Hùng thú trong thập vạn đại sơn nhiều vô số, dẫu chúng sở hữu năng lực quỷ dị nào cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thế nên nếu gặp phải thì tốt nhất là đánh chết ngay, chữ dây dừa mất tập trung một cái là có thể lập tức mất mạng. Xích thuật trong tay bấm niệm pháp quyết, tức thì hai quả cầu lửa to bằng đầu người phừng phừng bùng lên trước người, bộ dáng sẵn sàng tấn công. Hai vị xin dừng tay, đây là linh thú của Tam Đồng chủ, là một con trộn lửa còn rất nhỏ. Viên Minh vội vàng giấu trộn lửa ra sau lưng, nói nhanh: linh thú của tam động chủ sao nó là ở đây một ly kinh hãi thu gậy sát hỏi chuyện này e rằng phải hỏi hắn ta viên minh quay người nhìn về sau lưng thanh niên tóc đỏ đang thở hồng hộc chạy đến thấy viên minh bắt được chồn không khỏi thở vào một hơi chắp tay nói cảm ơn Đà tạ đa tạ ba vị sư huynh đã ra tay tương trợ bọn hắn lúc này đang ở trên ngọn núi khổng lồ địa hình không bằng phẳng lại có nhiều nham thạch nhô lên che khuất tầm nhìn. Vì vậy thanh niên không nhìn thấy cảnh viên minh ra tay bắt chồn vừa rồi. Cứ nghĩ là hắn phải dựa vào sự hỗ trợ của hai người một ly mới ngăn được con chồn. Chương 74 Một chiếc sừng cong Nếu người muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Hai người chúng ta không có ra sức, không có dám giành công. Xích thuật nhìn viên minh, rồi nói với thanh niên tóc đỏ đa tạ vị sư huynh này hôm nay nhờ có người nếu không ta chắc chắn gặp rắc rối lớn rồi người thanh niên tóc đỏ vội vàng chắp tay nói cảm ơn với viên minh không dám nhận hai chữ sư huynh tài hạ hỏa luyện đường viên minh vừa vào bích la động chưa lâu hai vị này là một ly đệ tử luyện lô đường và xích thuật đệ tử luật quy đường không biết các hạ tên gì viên minh không giải thích mà giới thiệu hai người một ly sau đó hỏi. Tài hạ, lạc cống, đệ tử của ngự thú đường. Thanh niên tóc đỏ gãi gãi đầu, vội vàng giới thiệu. Thì ra là lạc cống sư huynh. Ta từng gặp con trồn lửa này, nó là linh thú yêu thích của tam đồng chủ. Sao người phải dẫn nó tới nơi này? Viên Minh đưa trồn lửa tới rồi hỏi. Lạc cống vội vàng đưa tay ra tiếp. Có điều trồn lửa vừa vào tay hắn thì bỗng giải dụ kịch liệt miệng còn không ngừng gào thét chi chi, đồng thời còn hung hăng vùng trảo cào một hồi trên tay hắn. Bông vuốt của con trồn khá sắc, lập tức cào cho tay của lạc cống rách mấy đường, máu tươi chảy ra ròng ròng. Hắn đau đớn kêu, đồng thời bàn tay buông lỏng để trồn lửa rơi xuống. Viên minh vội vàng vươn tay ra, đỡ lấy con trồn. Nhắc tới cũng kỳ, trồn này vừa vào tay viên minh thì lập tức trở nên ngoan ngoãn, chẳng những không giải dụ làm hắn bị thương mà còn đưa đầu cọ nhẹ vào người hắn. Nhìn thấy cảnh này, lạc cống, một ly, xích thuật cùng lộ ra kinh ngạc. Không ngờ viên sư đệ chẳng những biết luyện khí mà còn tinh thông thuật ngự thú. Lạc cống nói, viện mổ mới vào tông môn, nào có biết gì về thuật ngự thú. Nhưng có điều ta lúc trước từng may mắn gặp được tam đồng chủ trong thập vàng đại sơn. Sau đó lúc đi theo bên người nàng có một khoảng thời gian bế con chuột này có thể là nó vẫn nhớ mặt ta chăng? Viên Minh nửa thật nửa giả giải thích. Ồ, thì ra là vậy. Lạc Cống ngạc nhiên ồ lên, ánh mắt dường như có hơi thất vọng. Một ly và xích thuật nghe viên minh có quen biết tam đồng chủ liền liếc nhau. Ánh mắt nhìn viên minh bất giác có chút thay đổi. Bỗng một tiếng chim kêu chói tai vàng. Kim tình điêu theo tiếng bay tới. Lam Kha và A Cổ Lạp đứng trên lưng điêu hiển nhiên là do để ý thấy tình huống bên này mà bay tới. Lạc cống, sao ngươi cũng ở đây? Lam Kha nhảy từ trên lưng điêu xuống, đưa mắt nhìn về lạc cống rồi hỏi, có vẻ như có quen biết cùng với lạc cống. À cổ lạc cũng lập tức nhảy xuống theo, nên ngực áo của hắn lờ mờ thấy phòng lên khá nhiều. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian vừa rồi có thu hoạch, không ít. Lam Kha sừ tỷ vẫn là do con trồn lửa này thôi. Lạc Cống gật đầu chào hỏi rồi cười khổ đáp. Không phải ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ của tham đồng chủ đó chứ? Lâm Kha liếc nhìn con trồn trong tay của viên minh. Đúng, có điều cân nhắc không chu toàn lắm. Nhiệm vụ này còn khó hơn ta tưởng lúc trước nhiều. Hôm nay nếu không phải được bọn viên sư đệ hỗ trợ, suýt nữa đã hỏng việc rồi. Xem ra thiên phú về thuật ngự thú của ta không có đủ. Tốt nhất là dừng nhiệm vụ ở đây thôi. Lạc Cống thở dài đáp. Hai vị nói gì vậy? Đừng có chỉ nói cho hai người các người biết. Kể cho chúng ta nghe chút coi. Lạc cống sư huynh là đang chấp hành nhiệm vụ của tông môn ư? Một ly nhíu mày hỏi. Bọn hắn tới đây để thu thập hỏa phát ngọc, thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện khác. Một ly sư đệ không cần lo. Nhiệm vụ mà ta nói không phải cái gì khác, mà chính là chuyện chăm sóc con chồn này. Đây là nhiệm vụ do tam động chủ ban bố. Sẽ không ảnh hưởng tới việc chúng ta thu thập hỏa phát ngọc. Lam Kha giải thích. Chăm sóc trộn lửa, còn có nhiệm vụ này sao? Viên Minh lộ ra kinh ngạc. Trông coi một con linh thú thôi mà cũng phải ban bố nhiệm vụ. Nếu con trộn lửa này thật sự quậy phá, giam lại không phải là xong việc rồi sao? Viên sư đệ ngươi không biết ngự thú, không rõ môn đạo bên trong. Nuôi dưỡng linh thú không phải cứ cho ăn ngon uống đủ là xong. Còn phải cẩn thận để ý cảm xúc, uống nắng tính tình của bọn chúng con chồn này vẫn đang trong giai đoạn trẻ con chính là thời kỳ hoạt bát hiếu động giam cầm thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của nó tam đồng chủ thường bận rộn không có thời gian vì vậy mới ban bố nhiệm vụ này lạc cống giải thích một tràng ồ thì ra là vậy có điều ta hình như không thấy nhiệm vụ này trong hành chấp đường viên minh lại hỏi hành chấp đường nhiều người phức tạp tam đồng chủ vẫn chưa tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài chỉ dặn dò người ngự thú đường chúng ta, nên trên bia đá nhiệm vụ mới không có. Lạc Cống giải thích thêm. Viên Minh ồ một tiếng đang muốn nói gì, thì con trồn trong tay đột nhiên giải dụa, từ ngực Viên Minh nhảy xuống dưới đất. Viên Minh giật mình toan đưa tay bắt, nhưng trồn không chạy trốn mà há miệng cắn quần Viên Minh, lôi hắn về xa. Kim tình điêu của Lam Kha cũng phát ra tiếng kêu chói tai, hoảng sợ nhìn về ngọn núi lửa khổng lồ. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ, Đúng vào lúc này, mặt đất dưới chân bọn hắn đột nhiên rung mạnh một cái, tới mức lấy thực lực của mấy người ở đây cũng suýt ngã. Không đợi bọn hắn ổn định thân thể, mặt đất rung chuyển lần thứ hai, tiếp theo là lần thứ ba. Viên Minh tái mặt, vội bám vào một tảng đa lớn bên cạnh mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Và lúc này tiếng ầm ầm từ dưới lòng đất dồn dập truyền đến, giống như vô số sấm sét nổ vang. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tự như có cổ cự lực không thể ngăn trở đột nhiên bộc phát. Mấy người ở đây đứng trước cổ lực này, chẳng khác gì cây con đứng trước dòng bão. Căn bản không hề có sức phản kháng, thân thể lập tức bị ném bay ra ngoài. Ngay sau đó một tiếng ngầm cực lớn từ đằng xa truyền tới. Viện Minh cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, thần sắc lập tức đại biến. Chỉ thấy miệng núi lửa chấn động kịch liệt, rồi một cột dung nham cực kỳ to lớn phun trào, vô số dùng nham đỏ lửa dọc theo ngọn núi lửa khổng lồ trút xuống. Chỗ mấy người cũng có dùng nham cuốn tới. Viên Minh lập tức thôi động phi mau thuật, hóa thân thành hình thái vượng trắng. Vượng trắng lực lớn thân nặng, trạng thái ổn định hơn nhiều so với lúc ở dạng thân người. Lập tức lao người lồn cồm chạy như điên xuống dưới chân núi. Đám làm kha ai cũng vội vàng thi triển thủ đoạn, chạy trôi chết về nơi xa. Lúc này mỗi người chỉ có thể lo cho bản thân mình cơ bản không thể nào quan tâm tới người khác. Viên Minh liên tục lăn lộn chạy về nơi xa, không biết té ngã bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng đến được chân núi. Nếu không phải hình thái vườn trắng da dài thịt béo, thì hắn đã sớm ngã vỡ đầu chảy máu rồi. Dù cho có da vườn bảo vệ, hắn vẫn bị va đập cho mặt mày bầm dập, miệng mũi chảy máu, trong đầu còn ong ong choáng váng. Nhưng hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi. Bởi dùng nham đã cuồn cuồn chảy tới chỗ cách không xa sau lưng hắn, hòa tan mọi thứ trên đường đi. Tiếng con trồn kêu từ phía trước truyền tới, nhìn lại thấy nó đang vội vàng chạy về phía một ngọn núi thấp, cơ bản không bị mặt đất lắc lư ảnh hưởng. Viên Minh mắt sáng lên, cũng lập tức chạy về phía đó, chỉ sau thoáng chốc đã thấy chân ngọn núi thấp. Hắn thôi động tấm da vườn trắng, tức thì mười ngón mọc ra móng tay sắc bén, dễ dàng đâm vào trong núi đá rồi nhanh chóng leo lên đỉnh ngọn núi thấp. Dung Nham cuồn cuộn cuốn qua, chạy thẳng tới chỗ cách chân núi mấy dặm, rồi từ từ dừng. Mọi thứ nơi Dung Nham chảy qua đều bị no nuốt chửng. Địa chấn do núi lửa phun trào cũng dần dần lắng, mặt đất chậm rãi khôi phục vẻ tĩnh lặng. Viên Minh lúc này đã leo gần tới đỉnh ngọn núi thấp, hắn giải trừ biến thân phi ma thuật rồi ngã ngửa ra đất, miệng thở hỗn hển, lòng vẫn còn sợ hãi con chuồng lửa nằm sấp bên cạnh hắn trông khá là bình tĩnh. Hỏa sàm nhi, lần này cảm ơn ngươi. Viên Minh khẽ vuốt đầu con trồn Vừa mới đây, nếu không có chồn lửa nhắc nhở để cho hắn kịp thời chạy tới ngọn núi thấp này lánh nạn, thì hiện nay có tới 8 phần đã bị dung nham nuốt chửng xương cốt cũng không còn. Viên Minh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm tung tích của những người khác đám người Lam Kha một ly có linh thú phi hành. Chỉ cần có thể kịp thời triệu hoán bay lên không trung thì hẳn là có thể chạy thoát. Lạc cống kia hình như không có linh thú phi hành, không biết có chạy thoát được không. Khắp nơi xung quanh đều là dung nham đỏ lửa, đừng nói là người, chim chóc cũng không thấy con nào. Viên Minh lắc đầu xem xét tình hình quanh ngọn núi thấp. Nơi này ba mặt đã bị dung nham bao trùm. Cũng may phía sau còn có một khu vực không có dung nham lưu lại một lối đi viên minh suy nghĩ một chút rồi ôm lấy chồn lửa cất bước đi tới nơi đó dọc đường đi con chồn đột nhiên hưng phấn kêu ầm ầm con mắt gắt gao nhìn chăm chăm một mảnh dung nham cách đó không có xa trong mắt lộ ra khao khát viên minh dừng bước nhìn tới nơi mà con chồn đang đặt ánh mắt lên hằng nhíu mày bấm niệm pháp quyết điểm tới nền đất khu vực dung nham nổ ầm một tiếng theo đó một cây gai gỗ thô to đã bị đốt cháy đen, nhô ra. Bên trong cây gai gỗ kiên cường, tỏa ra những tia sáng màu lục, chống lại sự thiêu đốt của dung nham. Rồi đột nhiên uống cong hất ra ngoài, giống một bàn tay lớn hắt nước. Rào một tiếng, một mảng dung nham bị gai gỗ hất tung ra, rơi xuống chỗ không xa trước người viên minh. Một thứ hình sợi dài từ dung nham lăn ra. Nhìn kỹ thì là vật thể màu đỏ lửa dài khoảng một thước, hình dáng người cong, trông giống như cái sừng của một con dị thú. Sừng này tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lánh, giống như trên mặt có lửa nóng thiêu đốt. Ánh mắt viên minh sáng lên, sừng đỏ lửa này dù không có tỏa ra bao nhiêu linh lực chấn động, nhưng chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đã không thể nào xem thường. Hỏa phát ngọc còn xa mới có thể so sánh, hẳn là một kiện linh tài phẩm cấp không có thấp. Chồn lũ trước đó như phát điên, lao thứ dung nham, hẳn chính là vì thứ này đi chồn lửa reo hò xong lập tức hóa thành một dải bóng mờ nhào qua cắn vào cái sừng trong bộ dáng y như muốn nuốt chửng dừng tay dừng tay không phải dừng miệng viên minh vội vàng nhào tới tông lấy một phần khác trên cái sừng thứ này không phải linh tài cấp thấp như hỏa phát ngọc bất kỳ kiện linh tài cấp cao nào cũng có giá trị rất lớn để cho con chồn này cứ như vậy ăn hết thì quá là thiệt thòi chồn lửa ra sức cắn chặt cái sừng lực cắn mạnh kinh người. Biên minh dùng phân nửa khí lực mà cũng không giật ra được. Hắn thầm cuốn quyết, đang định thi triển ít thủ đoạn để đoạt lấy cái sừng cong. Bỗng phát hiện răng chuồn lửa căn bản không cắn nổi vật này. Hàm răng sắc nhọn của nó thậm chí còn không lưu lại được một vết xước trên sừng. Viên minh yên lòng không tranh giành, chỉ mỉm cười nhìn con chuồn. Chuồn lửa cắn đi cắn lại, cắn thấy mỏi như răng cũng không gặm được cái sừng này một chút nào đành hầm hực từ bỏ viên minh thấy vậy mới cầm cái sừng cong màu đỏ lửa lên đưa ra trước mặt cẩn thận quan sát vật này chạm vào tay có cảm giác nóng nhưng mà không có bỏng cầm trong tay còn khá dễ chịu đường vân trên sừng ẩn hiện một ít đồ án hỏa diễm kỳ dị thoạt nhìn hình như là trời sinh rốt cuộc là sừng của dị thú nào mà trong dung nham còn có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, lông mày đột nhiên nhướng lên. Hắn lúc này đang nâng cách dung nham không xa, nhiệt độ xung quanh cao không chịu được. Đó giờ vẫn luôn phải ra sức vận công chống cự. Nhưng sau khi cầm cái sừng này lên, cảm giác nóng bỏng xung quanh đột nhiên dịu đi rất nhiều. Tự như cái sừng này đang ngăn chặn sức nóng xung quanh. Kết thúc tập 22 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.